không náo nhiệt như Sài Gòn, không ồn ào như Nha Trang. Quy Nhơn mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, hoang sơ như một nét thơ của miền đất võ Bình Định. Là trung tâm kết nối giữa các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, cùng tiềm năng lớn để phát triển du lịch và hạ tầng. Nhưng lâu nay thành phố Quy Nhơn vẫn chưa được các nhà đầu tư biết đến, vẫn như một nàng tiên đang còn say giấc. Trong những năm gần đây, nhiều dự án về du lịch, kinh tế, xã hội với số vốn đầu tư lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng, cùng sự xuất hiện của nhiều chủ đầu tư uy tín đang dần đánh thức Quy Nhơn, sẵn sàng đưa thành phố vươn mình phát triển trở thành một trong những đô thị biển hàng đầu Đông Nam Á. Lần đầu tiên tại Quy Nhơn xuất hiện một tổ hợp căn hộ vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp tiện ích nghỉ dưỡng thời thượng để kiến tạo một không gian sống an toàn đẳng cấp. Antara Residence Quy Nhơn, tọa lạc tại 76 Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, giữa lòng thành phố đang thay ra đổi thịt từng ngày. Antara Residence Quy Nhơn mọc lên lộng lẫy, tỏa sáng bên bờ vịnh một cách đầy thơ mộng để tạo nên nguồn cảm hứng sống bất tận. Tòa tháp cao 40 tầng với 479 căn hộ cao cấp của Antara Residence Quy Nhơn. Khối căn hộ có lối vào tách biệt, 6 thang máy, an ninh 24/7 và 2 tầng hầm để xe với tổng diện tích hơn 5.000 m², đảm bảo đủ chỗ đỗ xe cho toàn bộ cư dân. Tại dự án, khách hàng có đa dạng sự lựa chọn các căn hộ với các loại diện tích khác nhau từ căn 1 ngủ đến 2 ngủ. Sảnh chính của tổ hợp căn hộ cao cấp Antara Residence được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, sử dụng loại gạch đá lát giả đá trắng Volacast Hy Lạp kết hợp với gạch ghi xám cùng các vật liệu trang trí cao cấp, tạo nên không gian sang trọng và đẳng cấp. Sảnh thang máy của Antara Residence được thiết kế với diện tích tiêu chuẩn dành cho những dự án căn hộ cao cấp. Tại đây, chủ đầu tư đã bố trí tổng cộng 7 thang máy thông minh với tốc độ lên tới 4 m/s để phục vụ nhu cầu đi lại của cư dân. Các thang máy đều được trang bị Wi-Fi, điều hòa không khí và có thể vận hành tốt trong mọi tình huống. Antara Residence cũng là dự án đầu tiên tại Quy Nhơn lắp đặt hệ thống cung cấp khí tươi đạt tiêu chuẩn tương tự tại các khách sạn 5 sao. Đặc biệt, thay vì cung cấp khí tươi chỉ cho không gian chung như tại các công trình khác, Antara Residence được trang bị hệ thống cung cấp khí tươi cho cả tòa nhà, từ sảnh cho đến hành lang của từng tầng và đến bên trong từng căn hộ. Căn hộ Antara Residence được thiết kế tuân thủ theo quy tắc phân định rõ ràng không gian chung, riêng. Trong đó, phòng khách, phòng ngủ đều có các khoảng không tiếp giáp với bên ngoài để tạo sự thông thoáng, đón nhận dễ dàng ánh sáng tự nhiên, gia tăng lưu thông không khí. Phòng khách, phòng ăn và bếp được tổ hợp thành một tuyến liên hoàn nhìn ra cửa sổ lớn, càng làm tăng độ sang trọng cho công trình. Điểm nổi bật trong thiết kế căn hộ tại Antara Residence là 100% các căn hộ đều có view biển và cửa sổ rộng thoáng, giúp lấy ánh sáng và không khí tự nhiên từ bên ngoài. Nhờ đó, ở bất cứ đâu của căn hộ, gia chủ vẫn luôn cảm nhận được không khí mát lành từ biển xanh đem lại. Tất cả mang đến một bầu không khí tươi mát, một tinh thần thư thái và không gian nghỉ dưỡng đích thực. Sàn nhà sử dụng vật liệu gỗ cao cấp và lát theo hình xương cá. Điều này không chỉ giúp cho căn hộ thẩm mỹ hơn mà còn đảm bảo sự chắc chắn, tăng độ bền cho bề mặt sàn, giúp sàn không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết và mối mọt. Loại sơn được sử dụng tại Antara Residence là sơn thông minh Alessiqui của Kansai Paint, có chức năng kháng khuẩn, kháng virus, điều hòa không khí và đặc biệt là khả năng chống cháy ưu việt. Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Antara Residence cũng được trang bị thiết bị hiện đại nhất, đạt tiêu chuẩn tuyệt đối theo NFPA và IBC Hoa Kỳ. Hệ thống báo cháy được trang bị tới từng căn hộ theo hệ PA, IP cùng hệ thống chữa cháy sprinkler phản ứng nhanh đảm bảo chống cháy lan. Phòng khách của Antara Residence được thiết kế với không gian mở với cửa sổ kính chạm sàn, mang đến tầm nhìn đắt giá cho chủ nhân. Phòng ngủ của căn hộ được thiết kế rộng rãi, mang đến không gian thư thái và yên bình. Các phòng ngủ phụ có thiết kế trẻ trung, hệ thống tủ âm tường thông minh, hiện đại trong phòng ngủ giúp tối ưu hóa không gian. Phòng ngủ chính với nhà vệ sinh riêng được trang bị các thiết bị vệ sinh chất lượng và đẳng cấp nhất trên thị trường hiện nay.
Từ các căn hộ view về phía thành phố biển Quy Nhơn thì chúng ta sẽ thấy một không gian sôi động của thành phố Quy Nhơn giữa những dãy núi cao và bờ biển rộng. Với các căn view biển sẽ cho chúng ta thấy sự sôi động tấp nập vào buổi sáng và yên bình nhẹ nhàng khi bình minh lên hay hoàng hôn buông xuống. Xa xa về phía mũi Tấn kia thì chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ trở thành khu công viên vui chơi giải trí số 1 tỉnh Bình Định với hòn đảo Hải Giang và tượng đài Trần Hưng Đạo. Với thiết kế tân cổ điển sang trọng, Antara Residence đã thiết lập nên một định nghĩa mới dành cho căn hộ hạng sang, được mệnh danh là trái tim, biểu tượng mới của mảnh đất võ trời văn Quy Nhơn. Antara Residence sẽ bàn giao căn hộ vào quý 1 năm 2021 đến cho khách hàng. Ngay từ bây giờ, khách hàng đã có thể đến tham quan căn hộ thực tế để trải nghiệm không gian sống đẳng cấp của Antara Residence Quy Nhơn. Antara Residence Quy Nhơn, đánh thức nàng tiên. Hải Phát Land, đơn vị kinh doanh và phân phối bất động sản tốt nhất Việt Nam.